Xin chào các bạn đến với chương trình review sản phẩm mới của Aosmith. Mình là My đến từ bộ phận tư vấn sản phẩm của Aosmith Việt Nam. Trong số lần này, chúng ta sẽ cùng khám phá về một sản phẩm mới được ra mắt trong tháng 11 năm nay, máy lọc nước để bàn C2. Sau hơn 4 năm nghiên cứu và phát triển, C2 là thế hệ máy lọc nước thứ hai được tập đoàn Aosmith đưa vào thị trường Việt Nam nhằm đáp ứng về nguồn nước an toàn cho khách hàng, ngay cả những khu vực có nguồn nước cấp áp suất thấp. C2 có thể hoạt động tốt và cho tỷ lệ thu hồi nước tinh khiết cao nhất với điều kiện áp suất nước đầu vào từ 4m trở lên. Và bây giờ thì chúng ta cùng khám phá xem sản phẩm thế hệ mới máy lọc nước C2 này có điểm nào nổi bật hơn so với những dòng máy trên thị trường hiện nay nha. C2 với thiết kế trang nhã, phối màu đen trắng cùng những đường cong mềm mại toát lên vẻ sang trọng cho không gian sống của bạn. Kích thước máy nhỏ gọn và trọng lượng gần 10kg, phù hợp đặt bàn hoặc treo tường tại phòng bếp hay trong phòng khách. Tốc độ lấy nước tại vòi nhanh lên tới 2,6 lít một phút, đáp ứng nhu cầu uống nước trực tiếp và phù hợp nấu nướng trong gia đình. Bảng hiển thị điện tử ngay trên thân máy, giúp người sử dụng dễ dàng kiểm soát quá trình vận hành. Máy tích hợp các tính năng tự động, nổi bật là tính năng tự động sục rửa, giúp làm sạch và tăng tuổi thọ lõi. Cảnh báo thay thế lõi lọc giúp người dùng nhận biết thời gian thay lõi, đảm bảo nguồn nước an toàn trong gia đình. Cũng giống như những dòng máy lọc khác của Aosmith, quy trình lọc của C2 cũng trải qua 5 bước lọc tiêu chuẩn, tuy nhiên tại từng bước lọc sẽ có những sự đột phá riêng về mặt công nghệ. Bước lọc số 1 có tác dụng loại bỏ các chất bẩn thô và mịn nhỏ trong nước. Bước lọc số 2 và 3 sử dụng lõi compact SCB kết hợp than hoạt tính nguyên khối và lọc cặn tinh, giúp loại bỏ các chất hóa học, các hợp chất hữu cơ có hại, clo tồn dư trong nước. Bước lọc số 4 chính là lõi lọc RO side stream, trái tim của máy lọc nước. RO side stream là một bước đột phá về công nghệ của tập đoàn Aosmith, được cấp bản quyền sáng chế tại Mỹ, giúp loại bỏ 99,9% kim loại nặng như arsen, chì, thủy ngân và các vi khuẩn có hại trong nước. Khác với RO truyền thống, RO side stream sử dụng hai đường nước vào với đường nước chảy dài theo hình xoắn ốc, tốc độ nhanh hơn, cho phép nước dàn đều trên bề mặt của màng lọc. Công nghệ này là một giải pháp tiết kiệm toàn diện khi đạt tỷ lệ thu hồi nước 1:1 cao nhất trong phân khúc máy lọc nước RO. RO máy lọc nước RO side stream có hiệu suất làm việc tốt hơn cùng với hệ thống tự động sục rửa, làm sạch lõi lọc nên tuổi thọ của RO side stream lên tới 3 năm, cao gấp 1,5 lần so với màng RO truyền thống. Bước lọc số 5, tích hợp 3 trong 1 bao gồm than hoạt tính và công nghệ diệt khuẩn bằng ion bạc tiên tiến, giúp ngăn ngừa ô nhiễm, vi sinh vật tiềm ẩn sau khi lọc, bảo vệ gấp đôi và đảm bảo nước luôn tinh khiết. Công nghệ Mintech trong lõi giúp bổ sung khoáng chất cần thiết cho nước, đảm bảo nước có vị tươi tự nhiên và độ pH cân bằng. Từng chi tiết cấu thành nên chiếc máy lọc nước C2 đều đã phải trải qua những quy trình kiểm tra, đánh giá rất tỉ mỉ của các tổ chức uy tín về nước uống và vệ sinh an toàn thực phẩm của Mỹ cũng như thế giới, đảm bảo chất lượng nước đầu ra đạt chuẩn nước uống trực tiếp của Mỹ. Như các bạn thấy ở đây, màng lọc RO side stream của Aosmith trước khi lắp đặt sẽ được bảo quản với công nghệ hút chân không với một lượng nước tinh khiết bên trong lõi, giúp cho lõi ở trong môi trường vô trùng và tình trạng tốt nhất trước khi sử dụng. Màng lọc RO side stream của Aosmith được chứng nhận bởi Hiệp hội Chất lượng nước toàn cầu WQA đạt tiêu chuẩn NSF ANSI 58. Đây là tiêu chuẩn cao cấp nhất về chất lượng an toàn vệ sinh và sức khỏe dành cho hệ thống lọc RO. Con dấu vàng WQA dán trên thân máy C2 là chứng nhận quốc tế cao nhất trong ngành lọc nước, chỉ cấp cho thành viên của tổ chức WQA, là dấu hiệu uy tín để khách hàng có thể tin tưởng lựa chọn sản phẩm. Aosmith với hơn 140 năm kinh nghiệm, chúng tôi cam kết mang đến dịch vụ chăm sóc khách hàng chuẩn mực mà chúng tôi gọi là dịch vụ số 1. Các bạn hoàn toàn có thể yên tâm và tận hưởng nguồn nước tinh khiết. Các bạn hãy liên hệ với hotline hoàn toàn miễn phí 1800 1228 để được hỗ trợ và tư vấn trực tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo của chúng tôi. Máy lọc nước Aosmith thương hiệu Mỹ, danh tiếng hơn 140 năm kinh nghiệm.